Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với tình quê miền Tây. Thì hôm nay mấy anh em cũng chuẩn bị được một mớ cá xác nè. Cá xác này, cá xác xong ở gần với mấy cái bè đồ á. Cá xác này nữa lát thì mình sẽ là kho tiêu đi. Còn ở đây cũng có chuẩn bị thêm một mớ thịt ba gọi nữa. Ba gọi này nữa lát trộn gỏi với rau nhúc. Ăn cho nó lạ lạ miệng. Cái còn cá xác này ăn nó béo dữ lắm nè. Thấy cái bụng nó là biết béo rồi ha. Béo gì cực kỳ luôn. Không mà lâu lắm rồi anh mới thấy cái con cá xác mà nó bự vậy á Quang. Dạ. Thường thường thì cỡ hai ngón tay, một ngón tay. Ừ. Mà giờ thì giống như là nó mập phát triển, ăn mấy bè cá đồ á, thức ăn thừa đồ đó. Kẻ theo bờ ăn cá. Dạ, thức ăn thừa đồ đó nó mập. Hồi nãy mà anh dòm á, anh nói mà ai mà không biết á, mà phân biệt á, có thể là người ta nói cái này là con cá vồ con á. Dạ đúng rồi. Tại mấy con cá này nó tựa nhau á. Ừ. Vì nó có cái sọc dòm thấy người ta cái vồ con. Hồi nãy giờ còn mới tính đố bé Dạo con cá này nó giống con cá gì. Dạo nó giống con cá vồ con, thôi không đố luôn. Biết rồi, khỏi đố luôn. Khỏi đố luôn. Rau nhúc này thì một lát mình sẽ trộn với thịt ba gọi. Món này là thấy là hấp dẫn rồi đó, hả chú bảy? Ừ. Đó lát mình luộc. Lấy xong cái đặt cái mình luộc. Mình trụng sơ quá ha. Đó mình trụng sơ xong cái mình ngâm nước đá cho nó giòn. Bài bản quá ha. Dạ. Vậy chắc bữa nay chị kho cá quá Quang ơi. Dạ. Bà Nguyên mà. Cá kho bà Nguyên ha. Dạ. Vậy chắc Quang ngưng lật rau đi rửa cá quá hả Quang? Dạ để em rửa cá. Rửa cá với rửa thịt đi. Cái bà gọi cái em thèm mắm kho. Cá này làm mắm kho cũng ngon lắm á nha. Dạ. Đúng rồi, cá này mà là mắm kho là ngon cực kỳ luôn á chú bảy. Để cho nó để mình để mặn với sống vậy đó, xong cái chuyện nào đắt bắt lẩu đánh mình nó bỏ vô. Vừa chín tới ha. Dạ. Cá này là dễ gã lắm. Nó mày là nếu cũng cá chắc nó màu chín, nó mềm. Giống như mình ăn mấy lẩu cá giò rồi đó. Cái kho mắm á thì mình cũng cá nó cũng đa dạng và phong phú, giống như là gì cũng được, giống như là cá lòng tâm cũng được hay là cá bóng cũng được ha chú bảy. Cá gô cái gì nó tóm lại là cái gì kho cũng được hết á. Cá kho mau gã không lâu gã. Cũng như cá lớn là nó lâu gã chút. Mà thấy con cá chê trắng á, mà cũng thấy là cái cá chê trắng là thấy ít kho mắm ha, không thấy ha. Ừ. Cá chê trắng là không thấy là nó còn chua với nướng nhiều ha. Ừ. Dạ. Chắc là mình nướng đồ này kia mình giữ được cái chất ngọt của con cá á, nên là ít ai mà lấy cá chê trắng không mắm. Chứ con cá chê trắng á nó dai á. Dạ. Nướng nó ngon hơn, ai mình ăn nó sẽ dai ngon hơn. Cái mương nào mà có mấy cá chê đã quậy đục mương rồi chứ vậy, nó quậy nó làm ổ, nó làm hang không quậy, nó phá dữ dàng lắm. Nói như cá cù phi á, con cá chê trắng mà hang sâu lắm nha. Dạ, nó quậy hang sâu. Rau nhúc này người ta trồng nó mập quá ha chú bảy. Ừ. Bây giờ đa số người ta bán rau nhúc thì người ta trồng người ta rải phân nên nó mới được vậy nè. Chứ còn nếu mà ở vườn mà đem ra mà người ta không rải phân là cộng nó nhỏ bằng chiếc đũa mình hả chú bảy. Rau nhúc mình như cũng có mấy loại nữa chú bảy. Rau nhúc thái quan nó mấy loại rồi. Rau nhúc thái cái lá nó bự nó kịch cộm nó lắm. Dạ. Ăn không ngon lành chứ. Dạ. Có loại rau nhúc gì mà con thấy nó không có cái phao rồi luôn nè. Nó không có phao. Dạ. Tại nó không tốt. Tại nó không tốt. Nó không có cái phao rồi luôn. Mà ăn nó dai dữ dáng lắm nha. Cái nó không tốt rồi nó già. Dạ. Nó cứng thôi chứ bảy hả? Có cái phao này vậy chứ là nó non lắm. Nó non. Mà mấy cái loại rau nhúc thái rồi này kia á, em thấy á, em ăn thử á, là nó không có thơm bằng rau nhúc này. Đúng rồi, rau. Dạ. Nhúc của mình thì ăn nó thơm, còn rau nhúc thái ăn nó không có thơm mà ngộ ha, giống như người ta là những có đồ thái cũng ngon quá ha, mà có những cái đồ thái không ngon à. Giống như măng cục thái đồ nè, người ta ngon. Mè thái. À, mè thái ngon hơn mè mình. À, sao rau nhúc thái hơn ngon. Tùy theo loại chứ bảy. Sầu riêng thái đồ nữa ha chứ bảy. Mà rau nhúc thái hồi đó mình đâu có ha. Sao giờ ở đâu rồi nó nhóc hết trơn. Dạ. Cái này mình trộn gỏi rau nhúc á. Hoặc là rau muống ha. Về ngon hết, rau muống về trộn nó cũng ngon. Tự nhiên làm nhớ cái rau nhúc làm gỏi cái tự nhiên biết chị thèm món gì không vậy? À, gì gỏi măng cụt mà bữa đó chú Bảy không có chú Bảy không đâu. Không bữa đó chú Bảy bệnh. Chú Bảy bệnh. Bởi chú Bảy bệnh. Cái rau nhúc này mình trộn đổ gà có ăn cũng ngon lắm mà. Vậy là con hẹn chú Bảy lại năm sau. Năm sau con tụi con sẽ làm món gỏi gà măng cụt cho chú Bảy thưởng thức.
mà tụi con chiến đó cũng mới thử lần đầu, cũng chưa có kinh nghiệm, chắc chiến sau kinh nghiệm còn ngon dữ. Vậy là chiến sau là chú Bảy sẽ thưởng thức được món đó ngon hơn là chiến trước. Rồi mấy con ha. Dạ, dạ, tại vì có kinh nghiệm rồi đó. Tại cũng lần đầu làm á chú Bảy. Nói chứ cái gì cái mình cũng có khi thất bại một cái. Dạ, phải có kinh nghiệm mới được. Rồi thất bại rồi mới có cái kinh nghiệm kìa. Dạ. Tại vì cái món đó nó lạ quá hả chú Bảy? Lạ. Dạ. Ồ, chú Bảy biết á, gọt cái món đó lâu lắm á chú Bảy. Cực nữa. Ngủ dữ vậy. Ngủ. Hình như bữa đó đâu măng cục của mình hết luôn là 6kg luôn chú Bảy. Ừ. Mà gọt ra còn cái mấy vậy? Đúng rồi. Gọt vỏ hay à? Dạ, vỏ chú Bảy. Ngủ dữ lắm á chú Bảy. Ngủ nó để ngoài một hồi á. Rồi làm sao mà cho hết ngủ? Mình lấy cái ruột mình tách cái vỏ ra, mình gọt rồi mình gọt cái vỏ trong ra cái nữa. Rồi mình xả nước á hoặc mình ngâm á. Dạ. Dạ. Rồi nhúc cục bự giòn quá ha. Dạ. Nó ngon, cái đó nó ngon. Bẻ nó kêu cốp cốp luôn á chú Bảy. Ừ. Cái này nghe tai quá. Cái này thì mình lấy mấy cái non ha. Mấy cái mắt mình bỏ ha. Mấy cái mắt mình bỏ ăn ha. Chúng ngay cái này nè chú Bảy. Dài ha. Dài mà nó cứng. Dạ. Hồi đó giờ con có ăn canh chua rau dừa không? Rau dừa. Ừ. Dạ rau dừa sao con cũng nghe lạ quá ta. Canh chua rau dừa ăn cứ bù bù như rau nhúc. Vậy bữa nào chắc mình làm món đó thử hả quầy. Dạ. Rau dừa mặt mọc với sông không chứ quầy. Ừ. Có mấy chỗ nó mặc dữ dằn nó cũng có phao nữa gì mà. Dạ đúng rồi. Có cao phao. Rau dừa có phao chứ. Dạ. Rau dừa đó là để chấm mắm ăn ha. Ăn sống chấm với lắm à. Không mắm kho á chứ quầy. Ừ. Ăn cực kỳ luôn. Dạ. Nó mắm mắm. Bữa nào mình làm mắm đi Quang ơi. Đẹp quá. Là mắm mình đi kia bẻ rau dừa. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Mắm là phải rau thiệt nhiều ha. Đủ thứ loại rau hết á. Còn ăn kia thử coi nó ngon hơn rau nhúc nữa. Dạ. Sống. Nhưng mà cái đó là nếu mà có mắm á chú Bảy là lúc đó là cơm hơi ít biết sao. Ăn rau với mắm đúng thôi cũng ngon nữa. Nội ăn rau không cũng ngon. Dạ. Chiếc cửa mình thấy nguyên bộ rau mát gì đó. Đúng rồi, có rau rau mát cơ kèo nèo nữa đó. Dạ. Rau mát, rau dừa. Cái này Quang làm cái này để ướp cá kho hả? Dạ, cá kho với lát nữa là em làm nước mắm trong gỏi. Ừ. Tính ra mình cũng lâu ăn mắm quá ha. Dạ. Mắm là đặc sản của miền Tây hả chú Bảy ha? Dạ. Em thấy á, có mấy chỗ mà coi trên mạng á chị. Là cái dao lên quên này. Dùng mắm cá linh á chị. Rồi ăn với bần sống, ồ em coi mà em chảy nước miếng luôn. Ờ đúng rồi. Dạ. Mắm cá linh ăn bần sống. Bằng sống bằng ngon á. Dạ. Bằng ngon ăn cơm mắm sống ngon. Trời em nói dạo nói mà nước miếng con nuốt rồi còn cơm á chú Bảy. Người ta bơi xuống gặp mé sông á rồi con thấy người ta hái trời ơi con mới liếm thèm quá trời. Giờ em cũng chuẩn bị ướp cá kho luôn. Cho ở đây có bột nêm với lại đường với lại muối. Lại cho miếng nước màu. Cá kho mà không có nước màu không hấp dẫn hả chú Bảy? Dạ. Nhìn nó không ngon miệng ha. Ăn nó bự bự. Dạ. Còn có nước màu. Dạ. Để nước mắm vào thơm. Dạ. Giờ con ướp khoảng 15 phút mình mới kho chú Bảy. Ừ, nó thấm. Thấm với lại nó cứng con cá. Rồi con cá mập trừ luôn chú Bảy. Mập, lượng cá nó mập. Dạ. Cái nước mắm hồi xưa mà mình ủ chú Bảy. Nó thơm mà nó ngon ghê ha. Còn nước mắm bây giờ thì không có phải là 100% là cá tự nhiên đâu ha chú Bảy. Hồi đó ủ rồi về cá lựa ra. Chua ốc bỏ ra. Giờ nó lộn ngọt. Dạ. Nhiều loại cá là nhiều cái nước mắm khác nhau hả chú Bảy? Ừ. Ví dụ như mình làm nước mắm đó cái mình để con cá đó. Còn mắm kia để cá kia hả chú Bảy ha là mình để chung chú. Mắm cá linh. Dạ. Là để cá linh không hả chú Bảy ha? Cá linh không. Dạ. Ở đây thì cũng ướp xong nãy giờ lâu nha cả nhà. Ở đây thì Nguyên cũng đang kho cá luôn nha cả nhà. Trắng mà nó mập. Con cá này là mình phải nâng niu nó đó. Đúng rồi, nó dễ gạt. Dễ gạt màu mì. Nhìn thấy hấp dẫn quá.
Cái này bà dám vào nãy đó, nó nói giống như cá vô con thiệt luôn á. Mập thiệt luôn á. Cái này mình chảo qua, cái này là chín, cái này màu chín chứ. Chứ mình để chút xíu mình rút lửa, để rửa hang á, cho thấm thấm vô cái. Đúng không? Với lại cho bảy hết, ăn ớt. Thấy hấp dẫn quá rồi ha. Quá là cả quá, quá ngon. Vậy sắp xong rồi đó nghe Quang. Giờ cá cũng chín rồi, em cho mớ hành vô. Cái này để thêm mớ tiêu nữa ha. Tiêu tốt hơn. Tiêu mình để cho nhiều nhiều quá mới ngon. Này có nồi cháo trắng con ăn cũng ngon nữa. Giờ em cũng trồng gỏi luôn cho nó thấm. Rồi nhúc thì nãy Quang cũng có luộc sơ qua cái nha cả nhà. Hồi nãy là trụng ha. Dạ đúng rồi, em trụng sơ xong rồi cái em múc đá. Trơn ha. Trơn. Có bao tay vô trơn. Được không Quang? Dạ được chứ bảy ơi. Được hả? Dĩa này là sai bờ đây luôn nè. Quang nói là mồi ăn cơm mà mồi nhậu ở kêu ăn cơm thôi chứ bảy. Nghe hỏi nó thôi nhậu được. Không có dĩa này là nhậu là ngon luôn á chứ. Nhìn cái món này cũng hấp dẫn ha. Này ăn với cá kho thì khỏi chê luôn rồi. Này kèm theo một hai ly rượu nữa thì khỏi nói hết chú bảy. Lấy một hai ly uống cho chú bảy ơi, mấy ngày nay con có nhậu chú bảy ơi. Cái này mình cho lại một miếng nước mắm đặng lát mình chấm ha. Dạ đúng rồi. Hay là lát có ai muốn chấm với cá kho thì cũng được. Dạ. Cũng dễ mà. Ở đây thì Quang cũng trộn gỏi xong rồi cả nhà. Giờ cũng cho ra dĩa chuẩn bị dùng cơm luôn. Thấy nó cũng chắc thấm ha. Với gia dạ. Lại gạo nhúc thì nó cũng dễ thấm hơn á. Dạ đúng rồi. Ừ. Nó cũng giống như bông súng rồi đó ha. Dạ, nó xốp. Đây còn quá Quang ơi. Dạ. Dạ, chuẩn bị xì rượu chú Quý ơi. Chú gấp một cọng cứ gạo cho ăn cái coi. Vừa vừa ăn không chú Quý? Vừa luôn, ngon. Ngon ha. Ngon. Dạ. À, thì nãy giờ nhóm mình cũng có nấu cơm xong rồi. Giờ cũng mời cả nhà dùng bữa mấy anh em luôn ha. Xin mời cả nhà. Nãy giờ chú cháu cũng đói rồi. Bây giờ cơm. Đây thì cũng có thêm một số đậu bắp để luộc. Cái này thì mình chấm với cá kho. Cái này mình phải ăn cái bông trước đó chú Bảy. Để nó gớt đó chú Bảy. Cái bông này chắc dẹp quá. Dẹp bông bên đó. Cũng ăn món gỏi trước hết trơn làm như lạ đó giọng ha. Dạ. Lạ nào giờ cũng mới ăn. Ngon cái trộn. Thôi ạ. Nhưng mà em để ý thường thường mấy món gỏi á Duy là trộn lúc nào nó cũng bị dợp xuống cho. Ừ. Còn cái này là thấy trộn luôn nhúc lại nó đỡ sợ nó đỡ xẹp xuống mà. Đỡ dợp ha. Dạ. Bà nãy anh Quang có luộc á, luộc sơ. Nó nhúc mình chọn gỏi gà, gỏi gì cũng được đó. Ừ. Vậy là như rau gì chọn gỏi cũng được chứ. Rau lan coi chọn lan. Cũng ngon lắm nha. Ừ. Cá này chắc ăn bằng nửa con lắm. Cá nó béo luôn. Dạ, quá chừng mỡ. Cá này hình như là giống con cá cái lăn nãy em nói đó vậy. Tại nhà em cũng hay ăn cái đó tại nó béo á. Ừ. Mà nó không có to được như vậy. Cá ăn nửa con, ớt ăn măng trái. Rồi cá mình
to mình đỏ bỏ ớt vô qua quạt nó thơm, có cái mùi thơm á, cho hấp dẫn con cá. Như cái nước của nó ớt nó gà thơm lắm. Chứ chị đố qua quà chứ cái thường thường em nghe cái nồi à, lẩu gà nấu ớt hiểm vậy chứ nó có cay không? Không. Lẩu gà nấu ớt hiểm. Nếu mà mình không đặt cuốn ra thì nó không cay. Mà mình đặt cuốn ra là nó ra cay. Nghe nói lẩu gà ớt hiểm chắc cay dữ lắm luôn. Dạ. Nghe lẩu gà lẩu ớt là sợ nó cay. Chế cà bắp này nè, ăn nó có vị thuốc nha. Dạ đúng rồi đó, con cũng nghe nói vậy chỉ, đó. Chỉ nữa chị bên cái khớp. Nhờn khớp. Dạ bị khớp á. Ăn nhiều nọt tốt nữa. Dạ. Con nói là một ngày là mình ăn 3-4 trái gì đó, con là nó rất là tốt cho sức khỏe đó. 200-300 gram. Dạ, con nghe nói vậy đó. Con thấy có người sắc mỏng ra rồi chế nước sôi vô cho nó ra nước nhờn uống. Nhờn uống luôn. Ừ. Mà anh thấy để ăn luôn xác, ăn này kia luôn bộ nó ngon hơn nữa à. Gái giờ bụng nó béo ghê chứ. Mập mỡ. Mà không thể nha, chị thấy cái miệng của Quang với Hòa kia biết béo à, mỡ nó đóng trong vòng luôn. Còn cái miệng chị thì chị không thấy. Dạ. Chắc nó cũng vậy đó hả Hòa? Cái miệng chị cũng vậy. Đúng rồi, chị đâu thấy đâu. Chỉ có em mới thấy, vòng vòng mọi người ở đây mới thấy. Bởi vậy nãy chú Bảy nó thiếu rượu đúng rồi. Quang làm ngược đời á, làm mấy món nhậu mà kêu ăn cơm không à. Cái này mà có tép đồ mình trộn chung vô chắc cũng ngon lắm á Quang. Dạ đúng rồi. Ừ, tép mà gọi là tép gạo á. Dạ. Gạo hoặc là tép gông cũng được ha. Cái tép gông. Dạ. Tép gông thì chứ nó ngon hơn á. Tép gạo với tép gông là còn phải ăn tép gông hơn á chú bạn. Tép gông là dễ ăn. Dạ, tép gông nó nhỏ thiệt nha, nhưng mà thật ra nó ngọt hơn là tép gạo á. Đúng rồi. Dạ. Tép đó hồi đó giờ nó ngọt. Dạ. Ba thịt heo chắc bỏ lại quá. Nói cho vậy họ cũng hết trơn rồi chú Bảy ơi. Vậy chứ gạo thì nó ngon ha, nó ngon nhưng mà phải kèm thêm miếng thịt nữa. Giống như vậy chứ có miếng thịt nó béo á, nó ngon hơn nữa. Nên bởi vì cái phần gỏi nó sẽ ngon hơn, chứ nếu mà gạo nhúc không thì nó cũng không ngon bằng. Gạo nhúc không thiếu đạm anh ơi. Giống như gạo nhúc thì mình nấu canh chua hoặc là mình ăn sống gì cũng được ha. Trộn gỏi, chấm mắm rồi cái gì, nó tóm lại nó nhiều thứ, nó dễ ăn. Cái cành gạo nhúc á, với cái cành gạo má là anh thích nhất á, là lúc mà mình nấu canh á, là anh chỉ nấu là mới để vô á, mà sơ cái là nhát xuống á, ăn rất là giòn và thơm. Cái bùn ngót cũng vậy nữa, chứ mà mình nấu cho nó mềm là ăn hết ngon rồi. Bùn ngót là nước sôi lên xong cái mình tắt lửa, mình bỏ bùn ngót vô, nó ngọt. Ừ, gạo nhúc này cũng vậy đó, anh khoái là ăn cho nó sống sống vậy nó ngon á. Mà hình như chị nghe mẹ chị nói gạo nhúc này mà để lâu quá nó dai đúng không chú bạn? Dạ. Bị dai. Nấu lâu quá là nó sẽ bị dai á. Như nó mềm xuống nó dai, còn này ăn mình đã vô ăn nó giòn mỡ thơm lắm. Chú Bảy chắc cũng lâu lắm mới thấy mấy con cá bự vậy hả chú Bảy? Ừ, có ít. Dạ. Đó chú trai cá nhỏ nhỏ. Dạ. Con mà ngón tay ngón trò. Dạ, ngón tay cái ha, ngón tay cái bự hơn ngón tay cái xíu. Cá này nó đi bày, con cá kia nó cũng vậy nha. Dạ. Nó đi bày con giải một cái chài cái mấy ký lô. Nó mặt xuống mà gỡ không nổi. Hồi xưa nó không có giá trị. Bé ngạnh là Vũ. Hồi xưa nó không có giá trị hả chú Bảy? Nó ghê ghê hả con ơi. Vậy chứ bây giờ nó mắc lắm á. Giống như là cá thiên nhiên giờ á. Bây giờ cá này cá 100.000 ký á. Dạ. Hồi xưa thì mà giả chài mà dính một chài đó là thấy sổ mình tới rồi đó. Ừ. Lại giống như là gỡ. Nắm cái chài kéo lên cũng được. Nói như cá chốt hả chú Bảy? Cá chốt còn đỡ. Dạ. Bị cái ngạnh nó bự. Còn dạ. Cá này ngạnh nó nhỏ nó bé. Cái con cá chốt vậy chứ bây giờ nó cũng mắc lắm nghe chú Bảy. Cá chốt mà cá chốt giấy đồ đó. Ừ, cá chốt giờ dạ. Cũng không có. Dạ, nó giờ mấy cá đó giờ nó bán đâu cũng cả 100.000 một ký lần đó. Ừ. Chứ đâu phải ít đâu. Hồi xưa thì không ai dòm tới nó ha. Xưa bắt cá bự rồi ăn không? Hồi xưa chài lên kiếm cá bự rồi. Dạ, giống như mấy con cá đó mình không có để ý tới. Nó đi trên những cái đường ruộng á, đường nước á. Nó ụt cái là con thấy là đen đậu cho luôn á. Nó cơm sôi vậy. Thả ruộng cái nó vô có bầy vậy. Dạ. Cá chốt đó hồi xưa làm mắm không chú bạn? Làm mắm ngon lắm cô mày. Mắm cá chốt đó đúng rồi. Cá chốt của cá linh, hai cái mắm ngon. Nhưng mà không có cá nào qua cá linh hết chú bạn? Ừ. Cá linh là mắm ngon. Con
nghe bác ba con nói á, mỗi lần mà đi giăng lưới ở dưới sông á là sợ nhất là gặp cá rô ký á chú quậy. Nó quấn lưới. Dạ, với lại là giăng mà trúng mấy con cá đó là banh lưới hết trơn. Nó nó làm gách lưới á. Dạ. Nó quấn gách hết trơn. Dạ. Tại vì cái ngạnh của nó bén á, cứng nữa. Cái ngạnh nó bén như kia dãy. Nhưng nó mạnh nữa chú bảy. Nhưng nó mạnh nữa, nó quậy dữ lắm. Giá trị kinh tế nó cũng không có đâu chú bảy. Nó bán rẻ. Rẻ. Cá lô kiến thì như bán có 20 ngàn ký hả? 20. Nhưng mà thịt cá lô kiến là ăn không thịt gà đâu á. Đúng rồi. Dạ, nó săn mà nó ngọt nữa. Chứ bữa nào thèm cá lô kiến rồi đó. Nhắc cho tới thèm nữa. Bữa nào ngọt chú bảy. Cá lô kiến còn cá bự nhân. Con luộc lấy thịt rất khéo khoai, nhịt gà trộn vô gâm. Dạ. Ăn cơm ngon lắm. Dạ. Cái đó thấy nhậu ngon hơn á chú Bảy ơi. Nó ăn cơm ngon lắm rồi. Con thì con phát cá lô kiến nó đem đi nướng. Nướng mỏi xong rồi cái mình bỏ cái phần ruột ở phía trong á. Bây giờ chấm nướng ha. Nướng thơm. Dạ. Bây giờ cái đó là hành đặc sản á, thấy ở bên Cần Thơ á. Anh thấy anh coi trên mạng á là anh thấy là có chỗ người ta bán chiên cá lô kiến đó, là chỉ có bán nướng ngoài đường luôn. Là như là mấy chục ngàn con hay gì đó. Dạ. Là bán nướng ngoài đường luôn nha. Cá bự. Dạ cá bự lắm. Đúng rồi. Ta để xả vô bụng rồi bà bán. Đúng rồi. Hoài có thấy không? Thấy, em có thấy. Ở bên Đồng Tháp á, bên nhìn hấp dẫn. Sa Đéc hay Dung gì á. Đó nó có cái quán nó bán là lẩu cá lô kiến. Bán đặc quyền luôn á. Giống như lẩu cua đồng đồ ha. Dạ, đặc sản đồ ha. Lẩu ngọt quá. Mà cá lô kiến nó bự chừng nào là thịt nó dai chừng đó chứ vậy. Bự dai nó mà nạt thịt nó dữ lắm. Dạ. Có sợ cực có nước mần á. Cái mần sống nó dễ ẹt không à? Mình cắt cái kỳ ở trên lưng đó đúng không chú Bảy? Rồi xong rồi mình lột ra hai bên. Cắt rồi, cắt rồi. Mình gọc cái dạ. Cái da ngang cổ. Cái thọ cái kéo cái dài xuống lưng đó cái dạ. Mình tét nha. Cái nó không có bào tay nó mình là nó đâm. Nó bị đâm. Nằm. Chạy tay cho mặn hồi chạy tay cho. Trời mưa luôn rồi chú Bảy ơi. Đáng lẽ là nãy mình tháo thêm ly rượu hả chú Bảy? Ừ. Mưa này đúng bài rồi. Mưa gì à, có ớt không chú Bảy? Mưa này cơ ớt không có. Mưa nữa nổi nước đó. Cái tháng 2 nha. Tháng 2 ta cắt lúa, cái bắt đầu ta xới người ta thả nước ra. Dạ. Tối nó kêu dữ. Nó ra hang thì chú Bảy? Nó ra ngoài nó mắc cặp. Còn bây giờ dễ gì còn ớt thấy ớt bắt cặp nữa. Cốc với ớt rồi dễ gì còn thấy bắt cặp nữa. Chưa đợi bắt cặp nó mình bắt nó trước rồi. Người ta nằm trong hang là móc người ta. Đào móc đổ chân hả? Dạ. Còn xưa thì bắt cặp đồ ha. Đưa bắt cặp đi bắt thấy hang. Chú Hòa Vĩnh Long. Thấy mấy miếng đất nó xới hả? Mà nhớ lại hồi xưa mình bắt ếch thấy bắt thèm luôn hả? Dạ. Chú là thấy chú ở bên đó tối rồi chú gọi đèn bắt. Dạ. Vậy chứ không có bắt cặp vậy chứ chú đi bắt vẫn có. Ít hay nhiều thôi. Nhiều. Dạ, mình đi sâu là có nhưng mà ít hay nhiều thôi. Ừ. Hồi xưa cóc rồi là đi cái cá bao á. Cóc hội. Dạ, mưa 55 gram là rồi. Rồi tôi lấy xách cái bao đi là dính chắc, chiều đó tối á, tối xuống xíu lại nhảy ra đường á. Nhái đồ cũng nhiều, nó bây giờ hết trơn rồi. Giống như cá mắm giờ mà cá lớn rồi giờ không còn, còn mấy cá nhỏ được không? Săn bắt quá nhiều á. Thiếu còn cá nuôi rồi. Ừ, cá nuôi nhiều. Cũng... Bây giờ ra ruộng bắt cá, thôi ở coi chừng có cá nuôi nó lóc ra trời mưa. Dạ. Nhớ mình cũng ăn cơm thôi rồi. Hẹn cả nhà những người kế tiếp nha. Xin chào cả nhà.